Rồi, chia sẻ anh em một pho chuối ôm đá phơm bể rừng nằm rất đẹp nha anh em. À, một tác phẩm nặng 40 kg, có hành tổng là 2 mét, tổng hành là 200. Cao 1m1. Chiều cao 1m1, chiều cao 1m1, còn hành gốc là hành tổng là 200. Rồng tàng nhiêu? Rồi, đấy. Cây này 40 kg nha anh em. Bữa này rơi vào khoảng tầm 170 kg nha. Ôm đá này, bể cốt nó liền lạc hết nha anh em. Liền lạc cái cốt hết nha. Ôm đá này, trong này thì cái cốt nó nu lên nè. Nu nạc già, rất già cây. Nu nạc rất già cây nha anh em. Qua đây anh em. Một bờ dúi này khoảng tầm 170 kg nha anh em. Rất đẹp. Rồi, anh em nào hợp thì liên hệ nha. Chào anh em.